dân nuôi, mặt hơi xiết xẹo tí không việc gì. Con này được mấy tháng nhỉ? Chủ khoảng 2 tháng rồi. Nuôi toàn để ngoài mưa gió thôi, sương gió rất nhiều. Cám gà, lồng cống để mốc hết rồi. Đấy. Mồi mà nó quạt ra còn có khi còn im. Mập cặp mới bẫy rồi.